sân khấu Stan Magic của Trung tâm Nghệ thuật Adam. Ngoài sự kết hợp với vô số những đạo cụ ảo thuật, Trung tâm Nghệ thuật Adam sẽ giúp các bạn xây dựng lên một thần thái, một phong cách biểu diễn trên sân khấu mà chỉ riêng bạn mới có mà thôi. Sau 12 buổi học tại Stan Magic, các bạn hoàn toàn có thể tự tin biểu diễn trước hàng trăm người tại ngôi trường mình đang theo học, tại công ty của các bạn, thậm chí là một show biểu diễn dành riêng cho các bạn. Ở buổi học đầu tiên, đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp của Trung tâm Nghệ thuật Đà Nẵng sẽ giúp các bạn trang bị những kiến thức, những tư duy về biểu diễn ở sân khấu, cũng như là một bài biểu diễn sân khấu cơ bản, chuyên nghiệp và độc đáo nhất. Nhưng cũng không thể thưa được những bảo thật vô cùng là thú vị. Ở buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau thành thạo những tiết mục ảo thuật từ phần đầu và phần giữa của một bài biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp. Tất nhiên, không thể thiếu được những chương trình một câu vô cùng dễ thương, không nào? Và buổi học thứ 6 sẽ là lúc chúng ta ôn luyện lại những kiến thức đã học của các buổi trước, cũng như là một bài kiểm tra nhỏ nhỏ như thế này. Và các buổi tiếp theo, các bạn sẽ thành thạo những bài biểu diễn thuộc phần giữa và phần cuối của bài biểu diễn chuyên nghiệp. Sau mỗi buổi học, các bạn sẽ học ít nhất là 2 cho đến 3 bài biểu diễn trên sân khấu. Và chắc chắn rồi, những đạo cụ ảo thuật sân khấu dành tặng riêng cho bạn, chúng ta sẽ trở về nhà tiếp tục tập luyện, tiếp tục thực hành và biểu diễn cho người thân bạn bè của mình cùng xem. Cuối cùng, buổi thứ 12 sẽ là lúc chúng ta tổng kết lại toàn bộ những kiến thức đã học của khóa học. Cùng với đó là một sân khấu biểu diễn hoành tráng dành riêng cho các bạn học viên của khóa học STEM Magic. Đừng quên, hãy mời người thân và bạn bè của mình đến với buổi tổng kết nha. Các bạn hãy tỏa sáng trên sân khấu của STEM Magic.